99% mọi người không biết, bởi vì mình uống loại nước này mỗi ngày, da sáng hơn, trắng mịn đều màu, những vết thâm đen cũng dần được cải thiện. Đây là công thức dưỡng da khiến bạn trở nên yêu thích việc uống nước, đã vậy còn rất phù hợp cho những ngày oi bức này. Bí mật nhỏ, đây là công thức được chị đẹp Triệu Lộ Tư giới thiệu đấy nha. Nguyên liệu thì siêu đơn giản, vừa rẻ lại vừa dễ làm. Mình thì sử dụng nửa ký chanh dây, 150g tắc và 500g chanh vàng. Đường phèn với mật ong thì mọi người gia giảm cho phù hợp với khẩu vị nha. Thái nhỏ tất cả nguyên liệu, trộn đều rồi cho vào những hũ nhỏ, bỏ vào ngăn đá để dùng dần. Mỗi lần uống chỉ cần cho một hũ vào ly, thêm nước ấm cho nhanh tan, vài viên đá lạnh nữa để cho thanh mát. Chanh dây với hàm lượng vitamin C dồi dào giúp tăng cường sức khỏe cho da, da trắng sáng và đều màu hơn. Ngoài ra, chanh vàng và kim quất cũng rất giàu vitamin C. Nó nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa ở da, cải thiện những vết thâm đen trên làn da. Mùi thơm của tắc, chanh dây quyện với mùi thơm của chanh vàng nữa, ta nói nó siêu đỉnh, uống đến đâu là đã khác đến đấy. À, với ai mà không có thời gian chuẩn bị nguyên liệu nhưng vẫn muốn da trắng sáng thì thử mua dạng gói này như mình đi, tiện lợi lắm. Chỉ tốn chưa đến 5 phút là đã có ngay một bình trà chua chua ngọt ngọt thơm ngon rồi. Kiên trì uống trong một thời gian, kết hợp với trong uống ngoài thoa, bạn sẽ say bay với tủ đồ makeup của mình. Này không phải là thuốc và cũng không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh đâu nha.